Những ngày qua trên các trang mạng xã hội, báo điện tử loan tin, tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cần được giải cứu vì COVID-19 và đưa ra một mức giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 200 đến 300 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên, người nuôi tôm cho biết tôm hùm giá rẻ như vậy chỉ có thể là tôm chết, tôm bị dịch. Còn tôm hùm Phú Yên thì chưa vào vụ thu hoạch chính. Tại bè nuôi của ông Nguyễn Văn Bảy, hàng ngày ông vẫn vớt tôm hùm để bán. Đây là loại tôm hùm người nuôi gọi là tể thiên, có kích cỡ từ 3 đến 4 con một kg. Giá bán ngay tại bè đã là 550.000 đồng đến 650.000 đồng một kg. Đây cũng là loại tôm được người dân sông Cầu nuôi nhiều và có mức giá thấp nhất trong các loại tôm. Các loại tôm hùm xanh, tôm hùm bông thì được thương lái thu mua với giá cao hơn. Nó tìm nào của đấy chứ cũng nghe nói 200, 300 là không biết cái loại tôm gì cũng không biết. Tôi sống là 550 hàng loại đi. Cái tôm bữa nay đây bây giờ là mua 1 triệu ba chỗ đi bán nhà hàng này. Cho tôm gì mà có mấy trăm ngàn ấy. Mấy trăm ngàn là tôm ngọt á. Tôm ngọt tôm chết à, mà mới có mấy trăm ngàn chứ. Mặc dù giá tôm hùm ở Phú Yên vào thời điểm hiện tại có giảm, nhưng hoàn toàn không có mức giá sốc từ 200 đến 300 nghìn đồng một kg. Bên cạnh đó, tôm hùm cũng không cần phải giải cứu, vì đây không phải là chính vụ thu hoạch tôm. Sông Cầu được xem là thủ phủ nuôi tôm hùm của cả nước. Lượng tôm hùm thương phẩm của sông Cầu dự kiến xuất bán trong quý 1 năm nay chỉ khoảng 10 tấn, bằng 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua tôm giá rẻ. Để khuyến cáo với lại các cái người tiêu dùng, người thu mua, đấy, nên xác định lại cái thông tin và nên lựa chọn những cái loại mà tôm hùm nó an toàn thực phẩm, nó nuôi đúng cái vùng nuôi mà an toàn. Chuyện giá tôm hùm ở tỉnh Phú Yên giảm giá do tác động của COVID-19 là có. Tuy nhiên, không có việc giá tôm hùm giảm sốc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Người nuôi tôm hùm ở tỉnh Phú Yên cũng đã được khuyến cáo cần bình tĩnh tiếp tục chăm sóc tôm. Khi hoạt động xuất khẩu trở lại bình thường, giá tôm sẽ tăng trở lại. Hạn hán nhiễm mặn, đồng bằng sông Cửu Long ốm thì cả nước cũng yếu. Đó là nhan đề bài viết được đăng trên trang 58-59 thời báo Kinh tế Sài Gòn. Theo Tổng cục Thủy lợi, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay sẽ xảy ra sớm hơn, sâu hơn và nghiêm trọng hơn năm 2015-2016. Tình hình này còn diễn biến phức tạp dưới tác động của tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu và việc chặn dòng ở thượng lưu làm thủy điện của các nước thượng nguồn sông Mekong. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng 7 con đập mà Trung Quốc xây dựng lại tại thượng nguồn sông Mekong đã khiến chúng giảm lưu lượng trầm tích chảy xuống hạ lưu. Hiện nay, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 500 điểm dài hàng chục km ven sông và ven biển bị sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến diện tích canh tác và đời sống ổn định của người dân. GDP của vùng đồng bằng sông Cửu Long và GDP cả nước cho thấy, giả sử nhóm ngành nông lâm thủy sản giảm 10%, thì GDP của vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm 1,84%, GDP cả nước có thể giảm 0,09%. Và nếu nhóm ngành nông lâm thủy sản giảm 15%, thì GDP vùng giảm 2,75% và GDP cả nước giảm 1,2%. Nếu nhóm ngành này giảm 1,2%, thì GDP vùng giảm 3,7% và GDP giảm 1,7%. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán để chuyển hoạt động vận tải hàng hóa từ ngày sang đêm nhằm giảm tình trạng kẹt xe ở trung tâm. Và doanh nghiệp vận tải thì lo chủ trương này sẽ tác động khó khăn đến hoạt động kinh doanh. Nhưng nhiều ý kiến khác lại cho rằng đây là một đề án khả thi và xét về tổng thể thì lợi ích mang lại cho xã hội lớn hơn. Đó là nội dung bài viết với nhan đề cấm xe chở hàng ban ngày, giải bài toán lợi hại được đăng trên trang 28-29 thời báo Kinh tế Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp để nhằm giảm tình trạng kẹt xe tại các quận khu trung tâm. Tuy nhiên, kẹt xe vẫn không giảm và đang có xu hướng ngày càng tăng. Hôm 11 tháng 2, tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về kế hoạch thực hiện năm 2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã yêu cầu Sở này nhanh chóng nghiên cứu việc cấm xe chở hàng hóa, kể cả tải nhẹ, đi vào ban ngày và chuyển dần về ban đêm. Hiện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mới bắt đầu nghiên cứu và chưa rõ việc cấm này có thực hiện hay không, và nếu có thì sẽ thực hiện ra sao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải nhận định
Lệnh cấm đó nếu thực hiện sẽ làm đảo lộn hoạt động của doanh nghiệp. Có ý kiến lại nhận định rằng nếu lệnh cấm xe tải vào ban ngày được thực hiện thì các doanh nghiệp một số ngành nghề khác hoạt động ở khu trung tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Phạm Minh Giang, người quản lý một nhà hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cho biết, hiện tại nhà hàng đều nhận được các mặt hàng cung cấp từ buổi sáng, nếu cấm xe vận tải vận chuyển vào ban ngày và chuyển sang ban đêm sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng. Khi vận chuyển hàng vào ban đêm, phía đối tác cung cấp thực phẩm rất khó để đáp ứng được nhu cầu thịt cá, rau quả vì tất cả những loại thực phẩm trên đều được chuẩn bị trước và vận chuyển lên thành phố vào buổi sáng. Mặt khác, nếu vận chuyển vào ban đêm, nhà hàng phải bố trí thêm người ở lại để nhận hàng, kiểm đếm, lập sổ sách, sẽ tốn thêm chi phí. Khi xây dựng đề án, những yếu tố tác động đến doanh nghiệp sẽ được thành phố nghiên cứu kỹ, có lộ trình thực hiện cụ thể để tránh làm xáo trộn hoạt động của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 tới đây, Bộ Giao thông Vận tải sẽ dừng thí điểm đề án xe công nghệ tại 5 tỉnh, thành phố để mà thực hiện quy định mới tại Nghị định số 100 của Chính phủ. Theo đó, thì các chủ ô tô đang tham gia các ứng dụng gọi xe như là Grab hay là Bi mà muốn tiếp tục hoạt động thì sẽ phải thực hiện việc cấp lại phù hiệu với tên gọi đúng là xe hợp đồng điện tử. Vâng, và theo các hãng vận tải lớn trong nước thì việc này đã tạo được sự cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với hoạt động vận tải hành khách. Ghi nhận của phóng viên VTC. Điểm tiếp thị xe Mai Linh tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các xe ra vào liên tục để đón trả khách. Những năm gần đây, trước sự ra đời ồ ạt của xe công nghệ với những chính sách ưu đãi theo đề án thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải, thu nhập của những tài xế taxi như anh Nguyễn Ngọc Uân đã giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, biết thông tin về việc dừng thí điểm đưa loại hình này vào quản lý theo Nghị định số 10 của Chính phủ, những tài xế như anh Uân tỏ ra đồng tình vì tạo được sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh. Thời gian qua đấy thì là nghe thì cũng biết cái thông tin đó, nhưng mà vì đây vẫn đang là cái chương trình thí điểm của Chính phủ, của nhà nước, cho nên là anh em lái xe chúng tôi ấy là vẫn cứ thích ứng thôi. Đấy, để một thời gian nào đó thì nhà nước người ta sẽ thay đổi cái luật để cho nó cạnh tranh, cho nó công bằng. Thích ứng bằng cách là chúng tôi sẽ chăm sóc khách hàng tốt này, để phục vụ khách hàng thật tốt. Đấy. Cái việc mà chấm dứt thí điểm của quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải nó cũng là rất là sáng suốt. Bởi vì để cái nghị định số 10 đi vào hoạt động, vào cuộc sống thì phải thay đổi cái mà chúng ta gọi là thử nghiệm. Đáng ra thì thử nghiệm trong vòng 2 năm thì phải đánh giá. Cái nào được, cái nào chưa được thì chúng ta để tới 4 năm. Như vậy nó làm cho cái sự thiệt hại của các doanh nghiệp nói chung đối với Việt Nam là quá thiệt hại, không có công bằng. Đáng chú ý, theo quy định mới, các doanh nghiệp xe công nghệ phải lựa chọn hoặc chỉ là đơn vị cung ứng phần mềm hoặc là đơn vị kinh doanh vận tải nếu tham gia vào một trong các khâu như can thiệp vào hoạt động điều hành, định giá cước. Nghị định 10 cũng định danh các loại hình xe công nghệ như Grabcar, Bicar, bằng tên gọi là xe hợp đồng điện tử. Loại xe này không bắt buộc gắn hộp đèn nhưng phải dán phù hiệu là xe hợp đồng trên kính và phải thực hiện cấp lại phù hiệu và dán cố định trên ô tô kinh doanh vận tải trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đây là một cái văn bản pháp lý cho cái hoạt động vận tải mà các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp nước ngoài tham gia thì phải nhận được cái sự công bằng và nhà nước quản lý để có cái nguồn thu ổn định trong cái hoạt động của bất cứ ngành nào. Nếu mà cái hoạt động kinh doanh mà nhà nước mà thu ít đi thì có lợi cho doanh nghiệp thật đấy. Thế nhưng mà vấn đề là gì? Tức là nó phải cân bằng giữa doanh nghiệp với lại nhà nước và khách hàng. Nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với công tác quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô chính là cách thức quản lý, đặc biệt là nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Điều này đương nhiên Nghị định 10 sẽ không thể giải quyết hết, mà còn phải chờ vào sự ra đời của nhiều nghị định và văn bản pháp luật khác. Thưa quý vị, đoạn đường ven sông Hồng tại phường Phúc Tân vốn là nơi tập kết của nhiều loại rác thải, bỗng trở nên sạch sẽ, khang trang với các tác phẩm nghệ thuật và được làm từ những vật liệu tái chế. Và đây là dự án do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phát động, triển khai nhằm cải tạo, nâng cấp cảnh quan khu vực ven sông Hồng và đem tới sức sống mới cho khu vực này.
Vâng, và với bàn tay khéo léo của các họa sĩ, 16 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc gợi nhớ về Hà Nội xưa đã làm đoạn đường ven sông trở nên tươi mới và hấp dẫn hơn. Hơn 10.000 chai nhựa đã qua sử dụng, tạo thành 4 chiếc thuyền buồm, gợi nhớ hình ảnh trên bến dưới thuyền tấp nập ở bãi sông Hồng cách đây hơn 100 năm. Những chiếc bu gà ở chợ Long Biên, Hà Nội trở thành những chiếc lồng đèn soi chiếu hình ảnh con rồng được vẽ. Từ sắt, phế thải, inox, gương cũng có thể sắp đặt để cho thấy hình ảnh của những gánh hàng rong, những người lao động ở bến sông Hồng. Hay các bộ phận xe máy cũ như ống bô, khung, động cơ cũng làm nên một tác phẩm nghệ thuật những thánh gióng đường đại. Từ bức tường cũ dài 500 mét được dựng từ 20 năm trước với mục đích chống lấn đất, các tác phẩm từ nguyên vật liệu tái chế đã làm thay đổi không gian nơi đây. Cái dự án nghệ thuật này nó là bước một đưa cái nghệ thuật cũng như là truyền cảm hứng cho cộng đồng người dân ở đây về một cái sự thay đổi theo cái chiều hướng là tích cực và tốt hơn. Tôi đã cùng với cả các họa sĩ tổng cộng đến 16 người thiết kế một cái dự án nghệ thuật công cộng để tương tác với cả chính những câu chuyện của những cái lịch sử của cái vùng đất ở đây, lịch sử của cây cầu, của sông Hồng, của phố cổ. Và kể chuyện cho chính những cộng đồng người dân ở đây về chính cái lịch sử mà có khi họ cũng không biết tới. Xuân Lam, một trong 16 họa sĩ tham gia dự án này, cũng đã có sự sáng tạo độc đáo khi đưa di sản tranh hàng trống vào tác phẩm Phúc Tân Giang. Đây là sự kết hợp cùng tạo hình của những thanh tỏ he, một trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam gần gũi với đời sống. Ý tưởng của mình bắt nguồn từ việc là mình nhìn thấy ở đây có một cái sân chơi của trẻ con và có rất nhiều các hoạt động hàng ngày, thì mình mới nảy ra ý định là mình muốn làm một tác phẩm nó phản ánh đến cái thực tại ở cái khu vực này. Thế mình muốn làm, khi mà mình nghĩ về tuổi thơ thì mình thường nghĩ về những trò chơi dân gian như kiểu tò he. Thế là mình đã làm một cái bức tranh mỗi lần đấy theo dạng tò he khổng lồ. Tuy nhiên, để không gian này thực sự phát huy được hết giá trị thì ý thức người dân là quan trọng nhất. Tác phẩm này sẽ giúp cho ý thức của mỗi người dân chúng ta ý thức hơn về việc làm sạch môi trường và giữ môi trường cho sạch hơn. Và cũng một phần nữa là có nghĩa là mình hạn chế được cái rác thải sinh hoạt để thải ra môi trường. Hiện tại thì Hà Nội của chúng ta rác thải rất là nhiều, và việc mà sử dụng được những rác thải này để tái chế lại và làm được những tác phẩm như này thì rất là tốt. Thì tôi rất là ấn tượng với một số tác phẩm mà người ta xếp từ những chiếc gương hay là làm từ những túi ni lông và sắt để làm những bức tranh rất là đẹp. Đây không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần, mà qua những tác phẩm nghệ thuật này kể những câu chuyện của ký ức, lịch sử Hà Nội xưa. Dự án với thiết kế có thể mang tới hiệu quả cả ban ngày, cũng như hiệu ứng ánh sáng ban đêm. Hy vọng sẽ là một điểm nhấn trong bản đồ du lịch của thành phố, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Thưa quý vị, hoa hồng vốn là loài hoa mang nhiều ý nghĩa gắn liền với các nền văn hóa trên thế giới. Và đây cũng là loài hoa gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố hoa Đà Lạt. Ngày nay thì trước sự đa dạng về giống hoa, hoa hồng vẫn không mất đi vị thế của mình và tiếp tục được người yêu hoa như người nông dân trẻ Phạm Văn Trọng, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng chăm sóc và nghiên cứu để nâng tầm giá trị loại hoa này. Không gian hiện đại, bây giờ sân vườn người ta đang rất cần những cái cây mà quanh năm có hoa hoặc có trái. Thì mình chọn sản phẩm hoa hồng bởi vì cái hoa hồng đem lại hương thơm và cây được chơi bông quanh năm. Thì đó là cái sản phẩm ưu việt, thì mình tập trung chính về sản phẩm này. Mình thấy thế này, Đà Lạt thì đúng là thành phố ngàn hoa, nhưng rõ ràng là những cái cây hoa hồng, thực sự là những cây hoa hồng thời Pháp người ta trồng đến bây giờ là không còn nhiều. Và nhiều người bây giờ nhận thức được rằng cái không gian đó muốn có những cây hoa hồng Pháp thực sự để mà trang trí cho không gian nhà thì đi tìm rất là khó. Thì với những người chuyên môn làm nhà vườn và ngành nghề như mình thì có cái lợi thế hơn, vì mình hiểu và mình biết được cái nguồn, thì mình tranh thủ làm sao đấy gom lại để sau này những ai mà thực sự tâm huyết thì có thể có được cái nguồn để tìm về. Mình chưa làm nên mình cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà thấy người ta làm được là đó một điều mình đang cần để học hỏi vậy thôi.
nhưng mà trước mắt là để tham quan, thì học hỏi thì không bao giờ thừa hết. Nếu mà bây giờ trồng cái cảnh những cái cây mà thuộc về gọi là đa sung si xanh gì đó thì chỉ có một người ở trong gia đình, chỉ có một người bố thích thôi, hoặc ông thích thôi. Chứ còn nếu mà chơi cây này thì tất cả gia đình, anh chị em, bố mẹ, con cái đều rất thích cái hoa này. Đó. Thứ hai nữa là về cái giới trẻ, về nhu cầu thị trường bây giờ là người ta thích về hoa, hoa hồng nhiều hơn. Chứ còn về cây cảnh là không phải là cái nhu cầu của thị trường nữa. Năm nay do điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi nên thay vì nở rộ vào tháng 4, tuyến đường 160 cây hoa kèn hồng nổi tiếng thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, dịp này đang nở rộ. Hoa kèn hồng đua nhau khoe sắc trên cả tuyến đường là hình ảnh đẹp thu hút nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng chụp hình. Quý vị hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn tuyến đường thú vị này qua phóng sự ngay sau đây. Con đường dài hơn 800 mét này trồng rất nhiều loại hoa, trong đó người ta dành hơn phân nửa cho loài hoa kèn hồng. Dưới cái nắng vàng, tuyến đường hoa kèn hồng nơi đây đang nở, tạo nên không gian tuyệt đẹp và làm dịu bớt không khí oi ả, cái nắng gay gắt của thời tiết, tô điểm thêm cho bức tranh toàn cảnh của huyện Châu Thành thêm phần thi vị. Em thấy là bạn bè đang kiểu chia sẻ, rộng rãi về cái này bởi vì em biết đến nó. Rồi em đến đây em cũng thử chụp hình và mới biết là nó đẹp, nó khá là đẹp. Hoa kèn hồng có tên gọi khác là hoa hồng chuông, hồng loa kèn hay hoa hồng phấn. Hoa kèn hồng có xuất xứ châu Mỹ, là loài cây ưa sáng, thần gỗ, tán cho bóng mát, phát triển tốt trên đất khô, thoát nước tốt. Nhờ đặc tính này, hoa kèn hồng có thể thích ứng với tiết trời nắng nóng như hiện nay. Cây có thân cao khoảng 10m đến 15m với tán hình dù. Thời điểm trổ bông, cây trơ lá, ít bóng mát, hoa nở thành chùm từ 10 đến 30 bông, vô cùng đẹp mắt. Mình thì đến từ Sóc Trăng, thì khi ngày qua chia sẻ từ bạn bè từ Facebook, Zalo thì mình mới biết được là cái ở Châu Thành mình có cái tuyến đường là hoa kèn hồng rất là đẹp, cho nên là hôm nay tôi đến đây để chụp lại những ảnh mà có cái bóng cánh hoa rơi để làm kỷ niệm và kia chia sẻ cho bạn bè biết thêm về cái đường hoa của Châu Thành mình, cái màu hoa màu hồng đẹp và những cánh hoa rơi trong gió thì làm cho mọi người càng thấy thích thú. Mọi công tác về vệ sinh môi trường tạo thêm ấn tượng trong lòng du khách khi đến với huyện Châu Thành. Đặc biệt nơi đây dành riêng một đội quản lý cây xanh để thường xuyên chăm sóc hoa kiểng trên các tuyến đường giao thông trong huyện tươi tốt, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, làm ấn tượng thêm trong lòng du khách.